Em đi thật xa để tìm lại thanh xuân của mình, để biết rằng thế giới rộng lớn kia vẫn có người thuộc về em, có người dành cho em cả cuộc đời. Những ngày tháng tư, cái nắng như lửa đốt, em vẫn giữ thói quen ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không phải để ngắm anh nữa. Em chỉ nhìn vào khoảng không và tự vấn nỗi lòng. Có bao giờ trong vài phút ngắn ngủi anh nhớ đến em và tự hỏi em là gì trong cuộc đời anh? Em là gì trong cuộc đời anh? Câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng chính bản thân em cũng không trả lời được. Có phải rằng tất cả nỗi đau này chỉ mình em gánh chịu? Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm có lẽ, vậy mà em chưa từng có một danh phận, chưa từng có một cái quyền được ở bên anh đúng nghĩa. Thời gian cứ trôi, chúng ta vẫn ở bên nhau và thanh xuân của em dường như đang biến mất. Ai đó đã nói rằng thanh xuân như một ly trà. Có lẽ đúng, một ly trà sẽ ngon với người biết thưởng thức. Nhưng ly trà của em đã được đặt vào cuộc đời của anh, một người không bao giờ thuộc về em. Những giọt trà chát, đắng khiến cuộc đời của em trở nên tồi tệ. Ngày ấy khi lần đầu nhìn thấy anh chơi bóng chuyền qua khung cửa sổ, em đã tưởng trái tim mình bị loạn nhịp. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh làm em xao xuyến. Em tưởng rằng mình đã gặp được chân ái của đời mình. Rồi mỗi buổi chiều em lại ngóng trông giờ tan làm thật nhanh để được về ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn anh dường như là việc làm không thể thiếu của em mỗi ngày. Em chuyển tới công ty mới và lại tình cờ em gặp anh. Lần đầu tiên được nhìn thấy anh thật gần, em gần như không thở nổi, tim đập loạn xạ, miệng lắp bắp không nói nên lời. Anh là trưởng phòng của em, khi đó em đã rất cảm ơn cuộc đời vì sự sắp xếp tình cờ như vậy. Em còn biết thêm rằng anh và em ở cùng một chung cư, ngày ngày được đi làm cùng anh, làm việc cùng anh và về nhà cùng anh. Con đường từ nhà tới công ty em lại muốn dài thêm một chút nữa, để những câu chuyện anh kể, để nụ cười anh mãi mãi ở bên em. Anh nói em thật đáng yêu, ở bên em anh thấy cuộc đời mình như trẻ lại, tim em vui sướng, cứ ngỡ khoảnh khắc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tình cảm em dành cho anh ngày một lớn hơn, em đã tự vẽ ra rất nhiều viễn cảnh hạnh phúc của hai đứa mình. Em sẽ sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh và chúng ta sẽ sống hạnh phúc tới già. Lời bài hát Mình cưới nhau đi văng vẳng bên tai. Em cười và nghĩ khi nào mới tới lượt chúng mình. Anh rất quan tâm tới em, rất dịu dàng với em, luôn để ý tới cảm xúc của em. Chúng ta hẹn hò mỗi ngày và nhắn tin với nhau hàng đêm. Anh luôn sẵn sàng chạy tới bên em mỗi khi em cần, chia sẻ cùng em những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng anh vẫn chưa từng nói anh yêu em, hoặc chỉ ít là câu anh nhớ em. Đã có nhiều lần em hỏi anh có yêu em không, anh xoa đầu em và nói em không cảm nhận được tình cảm của anh sao. Em cười hạnh phúc, có lẽ em đang cảm nhận được tình yêu của anh, và em sẽ mãi mãi cảm nhận được, phải không anh? Chúng ta cứ ở bên nhau như thế, như thế đã hiểu rõ lòng nhau, như thế không thể sống thiếu nhau. Mọi người trong công ty hỏi khi nào sẽ được đi ăn mừng đám cưới của chúng mình. Anh không trả lời, còn em hạnh phúc, chỉ cần được ở bên anh, với em như thế là đủ. Rồi một ngày anh bất ngờ thông báo mình sắp cưới, thiệp mời anh đưa tới tận tay, nhưng anh không nhìn em, ánh mắt anh dường như đang trốn tránh. Anh nói rằng anh xin lỗi, cô ấy mới đi du học về, anh và cô ấy yêu xa đã 7 năm. Cô ấy nói thời gian đã đủ dài và đã đủ hiểu nhau để có một cái kết hạnh phúc. Tim em nhói đau. Em cần ở anh một lời giải thích cho tất cả những chuyện xảy ra, cho tất cả những gì em đang phải chịu đựng. Một lời xin lỗi của anh là đủ sao anh? Có bù đắp được những năm tháng thanh xuân của em? Có làm vơi đi nỗi đau này? Anh nghĩ phép, anh trốn tránh càng làm tim em nhức nhối. Chỉ một dòng tin nhắn anh để lại: xin em hãy quên mọi chuyện và hãy tha lỗi cho anh. Có phải là do em đã quá dại khờ, hay là em thực sự không xứng đáng với anh? Tháng tư nắng chói chang như lửa đốt, người ta thèm, người ta chờ một cơn mưa. Còn em vẫn ngồi đây bên khung cửa sổ. Em đang chờ đợi điều gì? Em đang hy vọng chuyện gì? Có phải lời giải thích của anh sẽ làm em bớt đau hơn, hay sẽ giúp em tìm được hạnh phúc mới? Có lẽ em sẽ phải từ bỏ một vài thói quen, như thói quen yêu anh và thói quen ngồi bên khung cửa sổ. Gặp lại anh vào ngày anh cưới, trông anh thật bảnh bao và hạnh phúc. Vẫn nụ cười đó, nhưng hôm nay rạng rỡ hơn. Ánh mắt anh nhìn cô dâu say đắm. Em đã từng nghĩ người đứng cùng với anh trên đó sẽ là em, nhưng điều đó mà chỉ là mơ. Cô dâu của anh rất xinh đẹp và dịu dàng. Nhìn hai người bên nhau hạnh phúc, tim em thắt lại. Em ước gì có thể biến mất ngay lúc này. Mọi người trong công ty ái ngại cho em,
Họ thì thầm sau lưng em rằng em thật đáng thương. Hình như tim em ngày càng đau, hình như em sắp không thể chịu đựng thêm nữa. Em phát hiện mình có thai vào ngày chị chuyển tới công ty. Lẽ ra khi phát hiện mình được làm mẹ, em phải vui mừng. Nhưng sao tim em lại đau thế này? Mắt em mờ đi, chân không đứng vững. Chị đã chuyển về đây để được gần anh, còn cuộc đời em đang dần rơi vào bế tắc. Nhìn chị cười rạng rỡ, em lại xót cho thân phận mình, cho đứa con tội nghiệp. Em phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Em sẽ phải làm gì và sống tiếp như thế nào đây? Em bị điều tới phòng khác, em tới tìm anh nhưng anh vẫn tìm cách tránh mặt em. Anh hèn nhát đến thế sao anh? Có lẽ chính anh mới là người không xứng đáng với em và với con. Một thiên thần đang lớn dần trong bụng. Em đã làm mẹ rồi, làm mẹ của con anh, nhưng anh lại không hề biết chuyện này. Anh chị bên nhau, còn em trở về cuộc sống 5 năm trước khi gặp anh, đi về lẻ bóng, chỉ khác rằng giờ trong bụng em đang lớn dần một mầm sống. Liệu con có đang cảm nhận được nỗi đau của mẹ? Có lúc trong lòng em đã nghĩ em sẽ tung hê mọi chuyện, em sẽ cho chị biết về đứa bé này, em sẽ đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng em làm vậy thì được gì? Nước mắt em lại chảy. Làm vậy liệu em có hạnh phúc hơn? Khi anh đã lựa chọn chị chứ không phải là em, khi anh đã có một gia đình để gánh vác, có một người vợ ngoan hiền. Em làm vậy thì nỗi đau trong lòng liệu có biến mất? Hay làm vậy thì con chúng mình sẽ có cha? Điều đó sẽ không đúng, bởi vì con em không cần một người cha như vậy. Chị đã nghe được điều gì đó về em. Ánh mắt chị nhìn em khác lạ. Em đã quá mệt mỏi, em lảng tránh, em không muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn khi chúng ta cùng yêu chung một người. Đã đến lúc em phải rời đi, không phải chỉ vì anh, mà vì con em cần có một cuộc sống mới. Em nộp đơn xin nghỉ việc. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian 5 năm bên anh, em thấy mình nhẹ nhõm đến vậy. Anh chưa từng nói yêu em, chưa từng hứa sẽ bên em. Có lẽ chỉ mình em cần anh, chỉ mình em yêu anh. Lang thang trên con đường quen thuộc, em nghĩ ngợi đủ điều về tương lai và về đứa bé. Rồi mẹ con em sẽ sống tốt phải không anh? Nhưng nước mắt em vẫn chảy. Có phải nỗi đau này quá lớn hay do em vẫn chưa đủ sự kiên cường? Có lẽ nghe tin em nghỉ việc nên anh đã đến tìm em. Giọng anh say mềm, anh nói rằng anh xin lỗi, xin đừng rời xa anh cần em. Đàn ông ai cũng tham lam như vậy sao anh? Em và con đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Nước mắt em lại chảy. Anh cần em sao? Và em là gì của anh? Còn chị ấy, anh có cần chị ấy không? Bờ vai em rung lên bần bật. Em khóc. Không phải em khóc cho riêng bản thân mình, mà giọt nước mắt này vì thân phận những người phụ nữ khác như em, như chị, và cho thiên thần nhỏ đang lớn dần trong bụng. Anh thực sự không xứng đáng nhận được tình yêu của em nữa, bởi vì nỗi đau trong lòng em đã quá nhiều. Đóng cửa lại, em trở về với màn đêm, với nỗi cô quạnh của riêng em. Không còn anh trong cuộc đời này là điều đau khổ nhất với em. Nhưng san sẻ anh với người phụ nữ khác lại là niềm đau của không chỉ cả hai. Có gì vui đâu anh khi làm tổn thương những người phụ nữ yêu anh? Có đáng không anh khi chà đạp lên thứ tình cảm thiêng liêng nhất? Tình yêu, nỗi nhớ là những thứ không bao giờ có thể sẻ chia. Em đi, đi thật xa để tìm lại thanh xuân của mình, để biết rằng thế giới rộng lớn kia vẫn có người thuộc về em, có người dành cho em cả cuộc đời. Em đi để cầu mong sẽ không có người thứ ba nào nữa chen vào hạnh phúc của anh chị, để anh nhận ra rằng hạnh phúc chỉ đến khi tình yêu là của hai người. Có thể em chưa thể quên được anh, có thể em chưa thể bắt đầu với cuộc sống mới, nhưng giờ đây đã là một người mẹ, em sẽ không khóc nữa, em sẽ mạnh mẽ vì con. Cuộc đời em đã không còn cô đơn nữa, em đã có con cùng đi trên đường đời. Dẫu rằng phía trước sẽ còn nhiều gian khổ, nhưng chỉ cần cùng con lớn lên và khỏe mạnh, em sẽ không bao giờ gục ngã. Một ngày nào đó em có thể mạnh mẽ nói với con rằng thanh xuân của mẹ chưa bao giờ lãng phí vì mẹ đã có con. Với số blog tối hôm nay, mời bạn lắng nghe bài viết Mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ không tên của độc giả giấu tên, gửi về cho ban biên tập blog radio. Đến giai đoạn này, buông thì không nỡ, bước tiếp thì mình đau và cũng không có cái quyền để nói chia tay. Cho đến khi mình chứng kiến họ có người yêu mới, âm thầm nhìn những quan tâm từng dành cho mình chuyển qua cho một người khác có danh có phận. Mối quan hệ mập mờ, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ mình yêu nhau, nhưng thực ra mình lại chẳng là gì của nhau. Trên mức tình bạn, nhưng không phải là tình yêu, mọi thứ cứ ở mức lưng chừng. Giữa hai người có một tấm màn vô hình nào đấy mà chẳng ai chịu vén lên, rồi cũng chẳng thể thành đôi.
Mặc dù không cho nhau một danh phận, nhưng cũng chẳng đành chia xa. Mình cứ đi bên nhau như hai đường thẳng song song, không có điểm cắt, không có những ràng buộc của một đôi tình nhân nên có. Chỉ là những lúc cần, mình tìm đến với nhau, là những phút yếu lòng có một nơi để tựa vào, là những lúc cô đơn có người làm bạn, là những lúc mỏi mệt có người quan tâm. Lúc vui vẻ thì nồng nàn như một đôi tình nhân nhỏ, còn lại là khoảng không im lặng như người xa lạ. Cứ nghĩ rằng nếu tiếp tục không rõ ràng như vậy là cách tốt nhất để bảo vệ con tim của mình. Nhưng chính sự mập mờ ấy mới là điều khiến mình dễ tổn thương nhất. Vì mình chẳng là gì của nhau nên cũng chẳng có quyền ghen hay trách móc. Mình như là một người dự bị trong cuộc đời của họ vậy. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này thì cũng giống như chơi một trò chơi. Ai yêu trước thì người ấy thua. Mình không hiểu được tâm tư của họ, cũng chẳng dám hỏi người ta. Hỏi rồi được gì? Hay lại tự làm đau chính mình? Đến giai đoạn này, buông thì không nỡ, bước tiếp thì mình đau, và cũng không có cái quyền để nói chia tay. Cho đến khi mình chứng kiến họ có người yêu mới, âm thầm nhìn những quan tâm từng dành cho mình chuyển qua cho một người khác, có danh có phận. Bạn biết không, bắt đầu từ lúc bạn cho phép người ta ở trong mối quan hệ không rõ ràng này, thì bạn đã thua rồi. Bạn đã trao cho người ta quá nhiều thứ mà người ta chẳng cần cố gắng để đạt được. Bạn đã ngầm cho người ta giấy phép thông hành vào trái tim của bạn mà chẳng cần phải trải qua bước chinh phục. Một điều có được quá dễ dàng thì người ta thường không biết trân trọng nó. Đừng bao giờ ảo tưởng ở một tình yêu như vậy, rằng thầm lặng bên nhau rồi sẽ có một cái kết tốt đẹp. Cô gái ơi, hãy tính lại đi, sẽ không có một kết thúc nào dành cho bạn đâu. Kết thúc là khi bạn sẽ phải chấp nhận nhìn người ta hạnh phúc bên một người khác, không phải là bạn. Vì một người con trai yêu bạn, người ta sẽ chủ động trong tất cả mọi thứ, đặc biệt là câu yêu. Vậy nên cô gái à, đừng bao giờ ở trong một mối quan hệ không tên ấy. Điều đấy không thể đưa đến cho bạn cảm giác an toàn, mà chỉ làm bạn đau đớn hơn. Là câu hỏi không ngừng được lặp lại trong đầu, mình là gì của nhau? Là những nỗi bận tâm, suy tư, tủi hờn nhưng không dám nói ra. Và là những nỗi cô đơn bủa vây bạn lúc người ta rời đi. Là nỗi giằng xé kéo dài kể từ khi bạn nhận ra mình đã xem họ như một phần của cuộc sống, như một thói quen. Đấy mới là điều đáng sợ nhất, vì không ai hiểu được cảm giác của bạn, và bạn cũng chẳng thể nói được rằng tôi thất tình. Bạn thân mến, chúng ta ai cũng từng trải qua ít nhất một mối tình. Hai tiếng người cũ mỗi khi nhắc đến lại thấy trong lòng có chút dao động. Đời ai cũng có một người cũ để thương, đã từng rất thương, nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau đi trọn cuộc đời. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe những lá thư, những câu chuyện với những kỷ niệm về người cũ. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã trải qua một hoặc nhiều mối tình. Sau nhiều biến cố của cuộc đời, người thương bỗng chốc hóa người cũ. Người cũ, một người đã từng rất thương, đã từng nghĩ đời này chỉ yêu người bằng cả tấm lòng, không toan tính, không vì bất kỳ một lý do nào cả. Chỉ biết có yêu và yêu, không bận tâm, không suy nghĩ, không cần biết tương lai sẽ như thế nào, không cần biết đúng hay sai. Thế mà rồi chúng ta vẫn chia tay. Không vì một lý do khách quan nào cả, không vì phải chịu sức ép của gia đình, không phải vì chịu sự dị nghị, lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh, càng không vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Chia tay, đơn giản chỉ vì đó là điều bản thân muốn làm và phải làm. Người cũ gắn liền với những ký ức chẳng thể quên đi, là những vết thương trong lòng khó mà nguôi ngoai, là một khoảng dài thời gian khi cả hai còn trẻ, là những cơn mưa buồn khi ta quyết định rời xa, là những đêm chợt tỉnh giấc giật mình giữa những yêu thương xưa cũ, rồi chợt nhận ra chúng ta không còn bên cạnh nhau, là khi những kỷ niệm thoáng qua giữa đời dài rộng cũng làm ta lung lay. Người cũ, nghe sao mà thấy xót xa quá. Đến bây giờ nhiều lúc nghĩ lại, vẫn chưa hiểu tại sao ta lại trở thành người cũ của nhau. Phải chăng do duyên số đã định sẵn, chúng ta gặp nhau, ở bên nhau và rồi lại xa nhau. Có đôi khi chẳng ai hiểu được lý do vì sao lại mất nhau, rồi lại tự kiếm cho mình một lý do nào đó, dù trong lòng biết là vẫn còn nhớ nhau. Người cũ, chúng ta đã gặp và yêu nhau, nhớ và thương, rồi bất chợt một ngày trời bỏ quên nắng, ta bỏ quên nhau,
rồi bất chợt lại trở thành người đi ngang qua đời nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại là những người có chung kỷ niệm, chẳng hề tiếc những quãng thời gian bên nhau, cũng chẳng tiếc những tình cảm đã trao đi. Bởi vì trao cho người ta thương thì có gì mà phải tiếc, chỉ tiếc là không thể tiếp tục mối duyên này, không thể cùng nhau bước tiếp. Đời ai cũng có một người cũ để thương, rồi ai cũng trở thành người cũ của một người nào đó. Bạn thân mến, tuổi thanh xuân, chúng ta may mắn có bên cạnh mình một người thương, một người bạn thân, một người tri kỷ, người mà ta cứ ngỡ sẽ mãi ở bên ta trong suốt cuộc đời. Nhưng rồi sự khắc nghiệt của thời gian, những mâu thuẫn vụn vặt, sự nông nổi của tuổi trẻ đã tạo nên những vết nứt vô hình trong mối quan hệ. Những vết nứt ấy cứ ngày một lớn dần cho đến khi thành những mảnh vỡ không thể hàn gắn được. Tiếp theo, mời bạn đến với những dòng tâm sự đầy nuối tiếc như thế. Nếu được chọn lại, mình vẫn thương bạn như ngày xưa, được gửi đến từ một tác giả ẩn danh. Hôm nay đọc được bài viết của bạn mình, dành tặng người thương năm xưa, tự dưng cũng muốn viết đôi dòng nhắc nhớ tản mạn về chuyện tình cảm. Mình và bạn ấy đi cùng nhau cũng được 1 năm rưỡi, khoảng thời gian không dài, cũng chẳng ngắn. Nhưng tính thời gian mà hai đứa quen biết nhau đến nay đã được 12 năm. Mình và bạn trước khi trở thành người thương thì đã là bạn bè, thậm chí có thể gọi là bạn thân. Ký ức của mình về bạn, hân hoan có, đau lòng có, hạnh phúc có. Trong suốt 1 năm rưỡi đó, tình cảm của bọn mình nhẹ nhàng đến mức không có lấy một cuộc cãi vã thực sự, có chăng chỉ là sự giận dỗi hay im lặng. Và đương nhiên, luôn là mình giận bạn ấy. Mình không nghĩ sự giận dỗi của mình là vô lý, vì trái tim con gái có những lý lẽ rất riêng. Nhưng với bạn ấy, mình e rằng bạn đã nghĩ mình luôn giận dỗi vô cớ. Nhưng bạn gần như chưa từng thể hiện bất cứ thái độ quá đáng nào đối với mình. Bạn chấp nhận sự vô lý ấy hết ngày này qua ngày khác. Nhìn bạn, mình đã nghĩ nhất định sẽ cưới bạn, vì một người thương mình như vậy, nhường nhịn mình như vậy, thật sự sẽ rất khó để gặp được người thứ hai trong đời. Mình đã luôn cho rằng mình gặp bạn là đúng người, đúng thời điểm, và mình thầm cảm ơn trời vì đã xem mối lương duyên giữa bạn với mình. 1 năm rưỡi thương nhau, bọn mình chỉ được gặp mặt nhau chưa đến 3 tháng, nhưng mỗi lần gặp mặt lại dính với nhau như hình với bóng. Hồi đó, 8 giờ rưỡi mình mới vào làm, nhưng ngày nào mình cũng dậy từ sớm, sửa soạn xinh đẹp rồi đợi bạn đến đón đi ăn sáng. Mình thực sự không phải kiểu người quan tâm đến bữa sáng hơn giấc ngủ, nhưng vì bạn, ngày nào mình cũng vui vẻ dậy sớm để ra ngoài hít thở khí trời. Bởi vì với mình, được đi cạnh bạn là đủ vui rồi. Mãi sau này mình mới biết, nhà bạn cách chỗ mình ở khá xa, và bạn tuyệt nhiên không phải người thích dậy sớm. Điều đó làm mình càng thấy thương bạn nhiều hơn. Lúc rảnh rỗi, người ta thì đi cà phê, đi công viên, còn bọn mình chỉ ngồi trong phòng, nghe nhạc, xem phim, nói chuyện, hoặc đơn giản là ra ban công phòng mình. Ở đó có kê sẵn 2 cái ghế, cứ thế nhìn phố phường, nhìn người qua kẻ lại. Có một kiểu người thương nhau thật sự không cần đi đâu xa xôi, chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ vui rồi. Giữa tiết trời se lạnh của tháng 12, chúng ta cùng đi Đà Lạt. Đó là chuyến đi xa đầu tiên cùng nhau và cũng là chuyến đi cuối cùng. Ngày cuối cùng bọn mình ở Đà Lạt, trời chiều đang đổ về tối. Mình hít hà những xiên nướng nóng hổi bên hàng xe lam cạnh Hồ Xuân Hương, hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Bạn Tháo lấy chiếc nhẫn lông voi mà mình vẫn đeo trên ngón áp út rồi quỳ xuống, vờ hỏi: "Cưới anh nhé," bằng giọng mũi của một người đang vật lộn với cảm cúm. Có mấy bà, mấy cô đi thể dục ngang qua chỗ bọn mình, khẽ liếc sang rồi thì thầm điều gì không rõ, chắc họ nghĩ bọn trẻ này đang hạnh phúc lắm. Nhưng bọn mình biết, đó chỉ là trò đùa, một trò đùa dễ thương khiến người trong cuộc vừa buồn cười lại vừa thẹn. Nếu một ngày bạn muốn cưới mình, bạn sẽ cầu hôn mình một cách chân tình như hôm nay. Ngày kỷ niệm 1 năm tình yêu của bọn mình, chúng ta đã cùng nhau đi ăn. Mình cũng nhớ như in dáng vẻ bạn cúi người để tháo giày cho mình giữa quán mì cay đông kín người. Mặc dù bạn không phải là người đầu tiên làm điều đó cho mình, nhưng bạn là người duy nhất khiến mình hàm ơn vì hành động đó. Mình tuy không phải một người thích làm những món đồ thủ công vì tính mình thật sự rất thiếu kiên nhẫn,
nhưng vì muốn có một món quà ý nghĩa mang giá trị tinh thần lớn lao để tặng bạn trước khi bạn đi xa, mình đã tỉ mẩn từng tí, thức mấy đêm liền để tự tay làm một cuốn album tặng bạn. Mặc dù đến nay, cuốn album đó vẫn nằm im lìm trong cái tủ nhỏ của mình. Bạn là người duy nhất có thể khiến mình bỏ ngoài tai những thị phi, bất chấp những nỗi sợ, những dè dặt ngày thường. Là người duy nhất mà mình mắc nợ, là người duy nhất mà mình không cần phải sòng phẳng. Từ ngày bạn đi, cuộc sống của mình cũng từng ngày đi vào bế tắc. Mình cứ quay cuồng, quẩn quanh với những xô bồ, những khó khăn, những áp lực vô thường. Cũng tại mình yếu đuối, chỉ một chút sóng gió của cuộc đời cũng đủ khiến mình bị vùi dập tà tơi. Lúc đó, bạn là niềm an ủi duy nhất của mình. Mỗi ngày, mình chỉ đợi tin nhắn từ bạn, đợi cuộc gọi từ bạn. Mình thậm chí chẳng tha thiết ra ngoài, chẳng hào hứng tham gia các cuộc vui. Chỉ tiếc là mình đã vô tình biến bạn thành cái bao cát, để ngày ngày mình dồn nén những cảm xúc tiêu cực của bản thân lên đó. Nhưng mấy ai để ý rằng bao cát cũng biết đau. Mình thì chưa từng hỏi bạn có ổn không, bạn bị thương chỗ nào. Chuyện của mình bắt đầu chệch hướng từ lúc đó. Cũng bởi vậy nên dù ai nói gì, ai nói bạn tệ, bạn vô tình, bạn tàn nhẫn ra sao, mình vẫn chẳng hề trách bạn nửa lời. Bọn mình đến với nhau nhẹ nhàng, rồi cũng rời xa nhau nhẹ nhàng. Có thể vì bọn mình hai người hai nơi, vì mọi cuộc nói chuyện đều cách nhau một cái màn hình, nên việc nhìn thấy những góc khuất trong cảm xúc của đối phương gần như là không thể. Hoặc vì bọn mình bị chi phối bởi tình cảm, nên đã dành quá nhiều tâm sức để nhường nhịn đối phương và kìm hãm cái tôi cá nhân của mình. Để đến cuối cùng, người thương hai ngả. Lần cuối nói chuyện với bạn, mình bảo rằng mình hối hận. Có thể bạn cho rằng mình hối hận vì đã thương bạn. Nhưng mình biết, dù có được quyền chọn lại, mình vẫn sẽ chọn thương bạn như ngày xưa. Chuyện tình cảm của bất kỳ ai trên đời đều có lúc vui, lúc buồn, lúc trầm ổn, lúc bế tắc. Nhưng khi suy nghĩ chín chắn rồi, mình lựa chọn chỉ lưu lại những hồi ức vui vẻ, để lòng thành thơi, để mãi nghĩ tốt về nhau và để chúng ta có thể an yên mà tiếp tục cuộc sống riêng của mình. Mình viết những dòng này không phải vì mình hối tiếc, không phải vì mình sân si, không phải vì mình không chịu buông bỏ. Mình chỉ nghĩ nếu lúc sau cuối đã không thể dành cho nhau một cuộc nói chuyện tử tế thì cũng nên viết cho nhau những dòng xúc tận tim gan, để người rời bỏ an nhiên mà thực hiện những dự định mới, để thành thơi gặp gỡ những người mới và bắt đầu một mối quan hệ mới. Mình nói với nhau bao điều rồi thành xa lạ, mình tầm thường quá, phải không? Bạn thân mến, người cũ dù đã từng rất thương thế nào cũng chỉ là quá khứ. Chúng ta chẳng thể nào mãi hoài niệm về quá khứ mà quên mất rằng mình phải sống với hiện tại. Những vết thương lòng bởi tin yêu sẽ mau chóng được xoa dịu khi bên bạn vẫn còn có gia đình. Đừng quên họ mới là người thương bạn nhất. Tiếp theo mời bạn lắng nghe chuyện ngắn, rồi cũng chỉ là chuyện cũ được gửi đến từ bạn Thiên Sinh. Bữa tối cuối tuần, con hẻm nhỏ vùng ngoại ô vẫn khoác lên vẻ yên tĩnh thường ngày. Đám thanh niên trong xóm dù trẻ trung cũng chẳng đủ sức làm cho nơi này trở nên náo nhiệt là bao. Bởi trung tâm thành phố với ánh đèn điện muôn màu, các trung tâm thương mại bên cạnh những đại lộ lớn và xe cộ đông đúc đã lôi cuốn chúng rời khỏi vào những ngày cuối tuần. Giờ này, những người lớn tuổi có lẽ đang nghỉ ngơi bên chiếc tivi nhỏ và quây quần cùng gia đình sau bữa tối giản đơn nhưng chan chứa tình cảm. Cô vừa trở về nhà sau những ngày đầu bù tóc rối nơi thị thành. Về sao không báo trước để mẹ nấu măng kho cho mà ăn? Vào nghỉ đi, mẹ đi hâm lại đồ ăn. Mẹ cô ra vẻ trách mắng nhưng vui lắm khi thấy cô về. Cô đi làm trên thành phố, cách nhà chừng 80 cây số, hiếm lắm mới về nhà và thường không báo trước. Cô thích những thứ ngẫu nhiên và việc cô về nhà cũng hiếm khi được dự tính trước. Có những thời điểm nghỉ lễ dài ngày, cô cũng không về nhà vì phải lo chạy dự án hoặc cô có những chuyến du lịch. Lại có những ngày cuối tuần chỉ nghỉ một ngày hay một ngày rưỡi, cô lại chạy về nhà, dù đường đi cũng đã mất ít nhất 3 tiếng ngồi xe khách. Nếu biết cô về, có lẽ mẹ cô đã làm một nồi thịt heo kho mang chà bá, đủ cho 5 người đàn ông ăn và cố ép cô mang lên nhà trọ để phòng ăn khi lười nấu nướng.
Cô ngồi bên mâm cơm nóng hổi vừa mới được hâm lại. Mẹ cô đứng đằng sau, tay dùng khăn xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của cô do vừa mới tắm. Những cử chỉ nhẹ nhàng bà vẫn làm từ khi cô còn bé. Hay con về làm gần nhà cho khỏe, trên đó lại ăn uống thất thường. Mẹ vẫn thường lo lắng cho cô như vậy, nhưng lý do để cô không muốn ở quê, có lẽ mẹ cô là người hiểu rõ nhất. Con có biết tháng 8 này cậu Trung đám cưới phải không mẹ? Mẹ cô ngập ngừng rồi chợt sững lại khi cô ngắt lời. Con biết rồi à? Thế con... Con bình thường mà, con không về nhà vì công việc thôi. Cô cứng rắn và điềm tĩnh trong câu trả lời. Mẹ cô nhìn cô với vẻ mặt đăm đăm. Trung là tình yêu đầu của cô và cũng là người để lại cho cô nhiều vết thương lòng. Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô quyết định lên thành phố học đại học để phát triển công việc thời trang cô yêu thích. Trung lớn hơn cô 5 tuổi, do gia đình làm gỗ từ thời ông nội, nên Trung ở lại quê nhà quản lý khu phân xưởng của gia đình. Em không cần phải học nữa, có cái bằng cấp 3 là được rồi. Trung lớn tiếng khi cô chia sẻ ý định đi học xa. Cô dù nhỏ tuổi hơn Trung nhưng chưa bao giờ thể hiện mình yếu đuối hay nhỏ bé. Cô ra sức giải thích và vẫn cương quyết với ước muốn của mình. Cô là cô gái hiện đại và cá tính, Trung biết điều đó nên cũng đành chiều người yêu. Cô lên xe khởi hành đi thành phố, Trung hứa sẽ chờ cô học xong. Họ sẽ tổ chức đám cưới và mở một cửa hàng quần áo ở quê do cô làm chủ. Rồi cô sẽ tự tay thêu lên chiếc đầm cưới do cô tự thiết kế. Cô vừa học hăng say với những kiến thức trên giảng đường, vừa không quên vun vén tình cảm với Trung qua những tin nhắn và cuộc gọi vội vàng sau những buổi tối mệt nhoài vì học tập. Những hoài bão yêu đương hay khát vọng mãnh liệt của cô gái trẻ tưởng chừng sẽ giúp Trung và cô đạt được ước mơ. Nhưng xa mặt cách lòng, những tin nhắn và cuộc gọi vơi dần khi kỳ thi tốt nghiệp ngày càng đến gần. Ngày cô nộp đồ án tốt nghiệp kết thúc khóa học, cô rạng rỡ gọi điện cho Trung. Cô nói ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu nhấc máy. Anh Trung, em... Em gặp Trung à, anh Trung đang bận dưới xưởng, em có cần nhắn lại gì không? Là giọng một phụ nữ trẻ hơn cô chừng vài tuổi. Vì trong nhà Trung là con một, xưởng gỗ cũng chỉ có nam giới, cô có chút bất ngờ. Chị là... À, chị là Trang, người yêu của anh Trung. Alo, alo. Tiếng điện thoại ngắt ngang rồi im bặt. Cô quỵ xuống trước phòng hội đồng, nước mắt từ đâu trực chờ rơi nhòe bản vẽ cô đang cầm trên tay. Trang là nhân viên kế toán do ba của Trung tuyển vào phụ việc trong xưởng. Khoảng 2 năm cuối cô theo học trên thành phố, họ đã quen nhau. Đêm đó, Trung nói lời chia tay với cô. Cô quyết định ở lại thành phố làm việc, dù mẹ cô ra sức ngăn cản vì lo cho cô. Nhưng việc sống ở quê lúc này với cô là cực kỳ khó khăn. Làm sao cô có thể quên đi những ngày hẹn hò hai đứa nơi những con đường, những mái hiên không thể nào quên. Ngay cả những món ăn Trung thích, những bộ đồ hợp với Trung, những thứ thân quen biết giường nào. Cô tự nhủ một vết thương lòng cô không thể nào quên. Tóc cô vừa mới khô, mắt mẹ cô díu lại vì trời đã chuyển khuya. Con đi nghỉ sớm cho lại sức, đi đường cũng mệt rồi. Mẹ cô vừa nói vừa dọn chén đũa trên bàn, vẫn không quên nhìn cô đầy ái ngại. Con coi sao thì về đây, chuyện cũng qua rồi, nó cũng có vợ rồi. Cô không nói gì, chỉ ậm ừ với đôi mắt nhìn sâu thẳm về phía ánh đèn. Mẹ cô nói không sai, chỉ là với cô, đã là ký ức thì làm sao có thể quên. Cô vẫn nhớ về điều đó, nhưng cô biết sau ngần ấy năm, nó chẳng đủ để dày vò cô như thuở trước. Cô nghĩ đến Trung nhưng tâm trí lại nhẹ nhàng. Cô quay về giường, tắt đèn, song ánh trăng tròn từ bầu trời đầy sao vẫn len lỏi qua cửa sổ đến tận phòng cô. Nằm chờ mình nhưng không ngủ được, có tiếng báo hiệu từ chiếc điện thoại. Cô với tay lấy nó ở đầu giường. Là tin nhắn Facebook báo với cô về sự kiện thời trang vào tuần tới. Tiện tay cô lướt một vòng trên bảng tin, hiện lên tấm ảnh của một người bạn cùng quê trước đây. Tim cô bỗng giật mình khi thấy Trung trong tấm ảnh. Cô nhận ra đã lâu cô không còn theo dõi Trung trên mạng xã hội. Cô muốn cắt đứt tất cả với Trung, dù rằng thời gian đầu cô vẫn mong ngóng muốn biết Trung sống thế nào và vẫn thường vào Facebook của anh. Không biết cô đã bỏ được thói quen đó từ bao lâu. Có lẽ cuộc sống vốn dĩ không chỉ có chuyện tình cảm.
tuần hoàn của nó gắn theo nhiều các mối quan hệ bạn bè, gia đình và các nỗi lo cơm áo gạo tiền khác. Những mối bận tâm này có lẽ đã giúp cô không còn nghĩ nhiều về Trung như trước. Nay thấy khuôn mặt Trung, cô cũng không còn cảm giác tò mò hay háo hức của ngày xưa, chỉ giống như là một người bạn cũ đi ngang qua rồi bất chợt gặp lại nhau. Cô nhấp ngón tay vào mục bình luận là mọi người đang nói về sinh nhật của Trung vào tháng sau. Cô chợt giật mình, ngày đó đã không còn nằm trong danh mục mà cô nhớ bấy lâu nay. Cô nghĩ thầm trong lòng và mỉm cười. Mẹ nói đúng, mình sẽ chuyển về đây làm việc. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn. Thank you.